Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rikki Gaming và chúng ta cùng nhau đến vào đấu thứ hai trong tay to buổi tối ngày hôm nay. 48 người chơi. Lúc này họ đang chuẩn bị có một đội bay kéo dài đứng vào lò rèn, nó sẽ kết thúc trong vực công xưởng. Yellow YK tung giảm như là Mr. C bây giờ đang trên máy bay mà thôi. Trong khi đó đây là Cloud Imeda, Kim Chon phía top cũng như là Cloud Ferrora đứng này và đang có mặt ở phía trên cái máy bay này, và họ sẽ đáp xuống khu vực nào đây? Tôi nghĩ là team này sẽ đáp vào công xưởng hoặc là ngã ba, giống như cách mà team Cloud thường chơi. NZN bệnh Baby Luck có nhà Hải Hiền nó quyết định là sẽ chọn được vực khu trượt tuyết ở nơi dừng chân của mình, cũng là một phong cách chơi nó khá quen thuộc vào đủ tôi, không lạ gì cả. Cool Remix, Tình Yêu Đen Tối, Trump Remix cũng như là Queen Remix, họ sẽ hướng tới đó là vực công xưởng. Cái này thì hôm nào họ cũng chơi như thế nên là không có gì lạ cả. Tình Yêu Đen Tối mà di chuyển về phía Remix thì có vẻ như anh ta thi đấu khá lên tay, trong khi đó thì OMP và đấu trước thì HH này cả cũng như là IQ 8 ngón thi đấu quá ghê và khiến tất cả những cái thành viên ở trong cái giải đấu này cảm thấy vãi hàng của đại bàng. Đây là Dead For You, này họ cũng đang có pha đáp xuống đó là vực công xưởng mà thôi. Build Love cũng như là FE4 gánh Korea 9X và Kay họ đang đáp xuống đó là vực thị trấn và đang có những pha lút đồ là cực kỳ căng. Lúc này thì Tình Yêu trong lành và đấy là con hạn thách đấu anh ta có là bình đó là MP5 với cả Pharmax rồi. Tỏa sáng đang có mặt ở bên trong vực sơ độc gôn. Lúc này đây là 7K92 muội muội đứng đi kêu như thầy Pom. Lúc này thì đang di chuyển lên phía trên của khu vực đối thông. Đây là một cái kiểu nhảy dù khá mới lạ, nhưng mà thực ra là các bạn hay xem giải đấu nữa không lạ gì, khu vực đối thông nó là một trong một khu vực rất là mạnh. Đây là Đại Tướng Quân Dinh MP3, Kim Hương 5, Châu 18 cậu với Yêu Hiền, họ đang đáp số đó của xưởng gỗ. Và tôi đang thấy là team Remix sẽ tiếp tục có đến mạng cùng rồi. Trong khi đó LMP dường như cũng đang bắn nhau luôn. Tùng Sam đã phải nằm xuống, như vậy là GK cũng đang có mặt ở đây. Như vậy là team 18 cộng họ quyết định là sẽ nhảy xuống đó là khu vực này. HBG có mạng của vị trí của Mr. C và rất nhanh mà không sợ nóng, GK họ quét sạch team 18 cộng. Vâng, nhanh quá không kịp làm gì cả. Cú tứ hai mạng LBG có Robin hai mạng gục cho trận đấu này. Trở lại thì với trận đấu này, team Nhật Bản nó đang có mặt ở bên trong vực công xưởng. Mr. 4, Phú Quý Anh Vinh, Thầy Chin và Top Diamond đang có mặt ở bên trong vực mỏ đá. Cú tứ Anh Quân, LBGN cũng như là Vô Lý mày họ đang đu sang phía của trung tâm. Mà tôi thấy là LBG anh ta còn khá ít máu, tôi tưởng anh ta gãy rồi. Đây là Top miền Nam nó đang có mặt ở bên trong vực doanh trại. Bốc Kit 79, Long Ken 7 ngón nhờ Luân Thiếu. Mày Luân Thiếu mới có mình đó là cái mũ hai mà thôi. Đây là Ken 7 ngón. Và đấu trước thì team Top miền Nam mày có một cái vị trí nấp ở trong khu dân cư là khá đẹp, mà chỉ có đen một cái đến cuối ván đấu thì bo lại đéo thu ở đấy và cay vãi cả nồi. Và nhiều khi cay lắm. Đây là NA Lucas cũng như là cảnh BBX DT Aku. Vâng, ông này đặt kiểu DT Aku và kiểu đọc tên khó vãi nồi ra. Mũ hai Sapa dành cho vị trí của DT Aku. Ở đây là Xuân Sinh Gái, như vậy là trong ván đấu này không có team nào mò được khu trượt tuyết cả. Ui, Xuân Sinh Gái ta vừa bị bắn một tí và đít, không biết là thằng nào vừa bắn trong tình huống vừa rồi. Đây là Lucas ta đang có pha chờ mà thôi. DT Aku Ray đã có một cái pha di chuyển ra. Xuân Sinh Gái ta phát hiện ở đối vượt ở bên trong rừng cây rồi, đã có những pha bắn ngược trở lại từ vị trí của Xuân Sinh Gái. Nó đã bắn rồi nhưng mà chưa thấy thằng nào bỏ mẹ nào đây cả. Vâng, những pha đứng lên ngồi xuống đánh tránh headshot trong vừa chạm cứu hỏa này. Đây là Đại Tướng Quân họ mất đi cho mình đó là Dinh MP3. Tỏa sáng vẫn đang trong khu vực đối thông mà thôi. Thách đấu vẫn đang di chuyển ở bên trong vực thị trấn, và ở đây thì có lẽ họ sẽ không đụng độ với GK vì GK đi qua khu trung tâm rồi. Ván đấu trước thì MP họ khá thoải mái. Lúc này thầy chim có mạng hạ của vị trí của Trump Remix, chúng ta chuyển qua vị trí góc nhìn của team của thầy chim. Vâng, team Remix đầu ván đấu tôi nhớ là họ có vài mạng cùng thì phải, nhưng tuy nhiên lúc này có vẻ như team Nhật Bản họ đang thi đấu là tốt hơn. Vâng, tại sao tôi gọi đây là team Nhật Bản? Bốn ông này đều đang sống ở Nhật Bản. Vâng, bốn ông này đến thứ ba quân đoàn khác nhau, đến thứ ba team khác nhau, hôm nay họ ghép vào chơi thôi. Và lúc này Top Diamond anh ta đang có những cái pha gọi là nhìn ngó xuống phía dưới để xem đối phương đang ở đâu. Hôm điểm qua một chút thì hôm nay Remix họ có mình một mạng gồm dành cho vị trí của Cool, nhưng lại mất đi cho mình Trump. Nhưng mà yêu năm Remix đã không bắn cho vào đấu này thì phải. Lúc này quý Remix hơi đen rồi, không có máu, đen vãi cả nồi ra. Vâng, không có máu cho vị trí quý Remix, bây giờ tôi phải làm sao? Trong khi đó đây là Tình Yêu Đen Tối đã có mình 24 máu nó bỏ mẹ rồi. Bây giờ mà nó đẩy xuống Tình Yêu Đen Tối thấy cuộc đời cũng đen tối thật. Anh ta vẫn đang chờ có lẽ
đối phương không phát hiện ra vị trí của Đắc Lớp ở trong cái hòn đá này. Và bây giờ chúng ta vẫn đang nín thở chờ mà thôi. Thực ra thì trong tình huống này thì cả Quý cũng như là Kun chúng ta chẳng thể cứu được vị trí của Đắc Lớp. Tại vì Đắc Lớp này một chút nữa đối phương di chuyển, đối phương sẽ có thể nhìn thấy vị trí của Đắc Lớp. Có lẽ Đắc Lớp sẽ bay màu. Bây giờ thì son lắm thì mới không bị đối phương phát hiện ra. Đây là NTN Bảnh Baby Luck cũng như là Hải Yến vẫn đang có mắt ở bên trong vùng khu trượt tuyết này và vẫn đang có pha chờ đợi một cơn mưa. Một cái vòng bo nó hơi khó dành cho các team khi mà đa số các team tôi nhớ là họ nhảy xuống nửa dưới của bản đồ, thì lúc này bo nó sẽ thại thu về phía trên và team Cloud họ sẽ có lợi thế vào đấu này. Team Cloud này thì mặc dù không phải là team Cloud 1 của Panda cũng như của Hyper và Cloud Lạnh các thứ trong đấu trường sinh tồn, nhưng mà tôi thấy là cái cách chơi của Imeida, Fedora, Top cũng như là Kim Tròn vẫn tôn trọng theo cái cách chơi ở team Cloud cũ, đó là bắt đầu trận đấu trong vực ngã ba, sau đó thì kiểm soát nửa trên của bản đồ. Và các bạn hỏi tôi là tại sao lại biết đây là Kim Tròn, tại vì thằng này nó kết bạn với tôi nên là tôi biết nó là thằng Kim Tròn. Và mặc dù nó đặt tên rất khó đọc luôn, đây là NTN Bảnh Baby Luck Hải Yến, nó quyết định là sẽ quay trở lại khu vực trượt tuyết, đi trượt tuyết thêm một tí nữa. Đại tướng quân Yêu Hiền bị bắn gục đến vị trí của GK rồi, và có vẻ GK đang có pha đánh chặn ở bên trong vực trạm cứu hỏa này. Đây là Cú Tứ, người ta có mình ba mạng hạ gục trong bàn đấu đấy rồi. Vâng, không biết là Cú Tứ anh ta làm như thế nào, nhưng có vẻ GK và đấu này họ đang thi đấu là khá tốt. Đây là một đội hình mà khá trẻ và trâu, giống như gì mà tôi đã nói lúc nãy, một đội hình mà tên số lượng tuổi họ rất là ít. Thực ra họ hơn con tôi khoảng 10 tuổi thôi. Lúc này thì đây là Mr. 04, Phú Quý, Thầy Chim như Top Diamond, họ quyết định là sẽ băng qua sông để tiến vào bên trong vực ngã ba, cũng là một đường chạy bo khá là sáng. GK họ đang ở xa vòng bo nhất trong tất cả team, và tôi nghĩ họ sẽ chọn cái khu vực cái cầu này, sau đó thì chạy băng qua vực cánh đồng luôn. Nhưng team GK với kiểu chạy bo như này, khả năng top cao của họ là rất khó. Trong khi đó một trong team khác mà đang có một điểm lập khá đẹp ở ngay trong vực cánh đồng này, đó là top top miền Nam lúc này. Xong này ở Digital Gaming là sao, Ken bảy ngón lúc là top Luân Thiếu, họ đang có mặt ở bên trong vực cánh đồng rồi, và sẽ là một pha chờ đợi một cơn mưa đến từ vị trí của thành viên ở top miền Nam. Team này là một trong những team có khả năng phòng ngự cũng như khả năng giao tranh trong bo cuối là rất tốt. Đây là Da Lucas, Bảnh BBX, DT Aku cũng như là Swan, và lúc này họ đang chạy ngang khu trượt tuyết ở đây, họ có thể sẽ đụng độ ở team Forus. Team Forus họ vẫn đang ở đầu khu vực khu trượt tuyết thôi, và nếu như bây giờ họ chạy sát sang bên tay phải thì có thể sẽ dính vào vị trí của Forus. Và thực ra thì ngay ở trong đầu bàn đấu, Swan sinh gái chúng ta đã bị bắn đến từ vị trí của thành viên Forus, tôi tin là như vậy. Diamond năm cũng như là Châu 18 cộng, họ đang có mặt trong khu vực doanh trại. Như vậy thì Yêu Hiên anh ta bị hạ gục như thế nào ở trong cái khu vực trong khu vực trạm cứu hỏa nhỉ? Và tôi cũng chưa rõ lý do vì sao nữa. Đây là Kim Cương 5 cũng như là Châu 18 cộng, một người mũ 3 sắp 3, một người mũ 2 sắp 2, và họ đang tiến lấy khu vực nhà cháy với cái chòi canh. Vòng bo tiếp tục đang chuẩn bị thu vào, và chúng ta còn lại 40 người chơi trong trận đấu này. Đây là 7K92. Muội muội hướng đi cứu cũng như là thầy Pom. Hôm nay họ đang lấy xe và đang di chuyển ở khá xa vị trí của nhau. Đây là xe của thầy Pom và 7K, họ đang chạy trước và có lẽ họ đang muốn đánh giá cái khu vực đường đèo này như thế nào. Ở với cái vòng bo như thế này thì một chút nữa cái đường đèo này nó sẽ là một trong những điểm rất là quan trọng, nhưng có phải họ đang muốn kiểm soát ở phía trên và thị trấn là hơn. Kim Tròn đã bị hạ gục rồi, và không rõ lý do vì sao, nhưng có lẽ đó là pha bị bắt lẻ. Cloud Eye Bay Đài ta đang phải nấp ở phía dưới hòn đá này, và không rõ lý do vì sao mà có lẽ là CLK hành đã bị bắn gục. Vâng, đây là Kim Tròn anh em nhá. Hôm nay thì đánh ta phát hiện ra có người ở phía sau hòn đá. Cloud Ferrari ta bắn ngược trở lại nhưng không kịp gây sát thương, đối phương nấp đằng sau hòn đá rồi, đối phương đang chuẩn bị nhô lên. Bây giờ thì Ferrari ta đang có một pha kiểm soát ở đây, nhưng mọi thứ có vẻ như hơi khó dành cho Cloud 2. Hôm nay đang bị bắn rồi, mới đánh ta mất đi khá nhiều máu, sẽ phải di chuyển bên trong cái nhà gỗ này để có pha nấp đi với tôi. Vâng, cực kỳ khó chịu, đó là Fortune đánh chẳng. Lúc này đang có pha bắn khá thoải mái với đầu đối phương đến vị trí của NTN, họ đang công vào trong cái chòi canh này. Đến Bảnh Baby Luck công nhân Hải Yến, vừa rồi đối phương đã đắp đằng sau cái chòi canh rồi, cái vách của chòi canh, và như vậy là Fortune họ không thể tấn công được nữa. Team Remix đang có mặt ở trong hòn đảo bên tay trái, chưa biết phải làm gì. OMP đang chờ bên trong căn nhà gà giữa vực cánh đồng của tôi. Đây là thách đấu, họ đang có mặt ở bên trong vực cánh đồng, đang có pha lút đồ tỏa sáng cũng chờ bên trong vực cánh đồng, rất nhiều team đang chờ trong vực cánh đồng. Vừa rồi thì Kim Cương 5 cũng như là Châu 18 cộng, họ đã là những người mà tiến vào bên trong vực khu trượt tuyết rồi. Tỏa sáng có mạng hạ gục vị trí NA Cảnh BBX. Lúc này Xoan sinh gà
chúng ta đang bị ngất rồi. DT Aku chúng ta đang đẩy ra nhưng mà đối phương bắn quá nhiều vào Aku. Ở đến vị trí của Aku và có lẽ Aku cũng toang đời. Đối với Brazil chuyển ra có pha bắn u sủi rồi, Vuốt Tâm trượt mẹ rồi. Bắn bây giờ thì vuốt trúng 78 màu là gì mà Aku chúng ta vừa làm được. Trong khi đó Xuân Sinh gái thì Lucas đang di chuyển ra để cover người đồng đội mình, mà Lucas đang bị bắn vẫn đi đau quá. Có lẽ Lucas sẽ toang tình huống đây rồi. Còn lại 26 máu, team tỏa sáng tiếp tục co thêm với bạn cùng cho mình. Xuân Sinh gái đã bị kết liễu, Cloudera đã phải nhầm dồn, bạn cũng đến được vị trí của top 7k rồi. Vâng, hơi khó khăn. Các bạn có thể thấy là ở cái phép bảo ôi 18 này các đội tuyển thi đấu là rất nhanh. Lúc này thì có vẻ những cái giải đấu tay to buổi tối này các team họ rất nặng về khả năng chạy bo với khả năng giao tranh của mình. Đây là Cool Remix cũng như là team Remix, họ đang ở khá xa vòng bo rồi. Cái khả năng chạy bo là rất mệt mỏi, cùng chuyển qua một số team khác như team Japan. Lúc này thì team của những thằng trai sống ở Nhật Bản đang chạy ở phía của biệt thự này và họ sẽ sớm tiến đến cái chòi canh nơi mà chính team Forus cũng đang canh ở đây. Trong đó thì Geico lúc này họ đang di chuyển bên ngoài khu vực khu trượt tuyết và cái tường chạy bò họ là tương đối sáng nhưng mà lại xa. Trong khi đó thì Noah Lucas đã bị hạ gục rồi và họ bị quét sạch ở trong ván đấu này, hơi khó dành cho vị trí của Lucas. Đây là 32 người chơi, Forus đã di chuyển ở bên trong khu vực biệt thự và đây là một điểm nấp mà có lẽ là Forus họ khá thích. Forus là một trong những team mà họ kiểm soát cái khu vực biệt thự này khá ngon lành cạnh đào, nhưng bây giờ khả năng mà cái bo nó rơi trong khu biệt thự này là không cao và tôi nghĩ họ sẽ phải tiến vào phía cái khu vực bờ hồ mà thôi. Đây là Cool Remix, tình yêu đen tối và quý và đang cố gắng chạy từ phía khu vực thị trấn. Thế sao team Remix họ di chuyển rất là chậm nhỉ? Team Remix di chuyển rất chậm so với những team khác và lúc này thì team Remix họ đang phải gặp khó khăn trong việc bởi vì lúc này họ di chuyển, họ chạy từ công xưởng sang, họ không thể chạy lên phía khu vực ngã ba được và đó lý do vì sao hôm nay Remix họ đang gặp khá nhiều khó khăn. OMP Binso ASP IQ 8 ngon là Dead for You và đâu này thì không bá đạo như vào đầu trước rồi. Bây giờ UAV quét qua bên trên đồi có người, đó là team nào đây? Thách đấu và đang có mặt ở bên trong cái khu vực căn nhà gà này, bắt đầu gọi ra cho mình hòm thính xanh. Đây là giai đoạn mà các team bắt đầu gọi hòm thính xanh để có thể cải thiện được cái lượng đồ cho mình. Korea 9x, ôi trời ơi, ông mình ném hòm thính xanh này, ôi trời ơi, con lậy bố. Một pha ném hòm thính xanh nó phải gọi là vãi hàng của đại bàng đến với vị trí Korea 9x và bây giờ anh ta cũng đang kiểu ôi trời ơi, tôi đã làm gì thế này. Và cái hòm nó sẽ rơi vào mái của cái căn nhà gà này và rất tiếc là họ sẽ mất đi hòm thính xanh đó trừ khi mà sau mà nó rơi xuống thì ngon. Đây là 7k mà anh ta có cho mình, đó là hai mạ gục rồi. Muội muội đứng đi kêu họ sẽ có pha đẩy lên tỏa sáng, một pha lái xe nó khá chí đến với chị đứng đi kêu và anh ta định có pha leo dốc nhưng mà chiếc xe nó lại bị kẹt. Xe này thì nó không mượt như là con xe thể thao và đó lý do vì sao vừa rồi đứng đi kêu anh ta có pha lái xe hơi dị. Đây là Kim Ngưng Nam như là Châu 18 cộng mà đang có mặt ở bên ngoài khu vực cánh đồng. Sau đít họ này sẽ tìm chi cây thì là như vậy. Top miền Nam lúc này thì vẫn đang có pha phòng ngự ở phía trên khu vực đường đèo thôi. Điểm phòng ngự của top miền Nam là tương đối tốt. Ở bên tay trái họ đang có một team khác cũng gọi là hòm thính xanh, đây là GK và họ đang chạy ở phía bên bờ hồ, họ sẽ bị bắn từ vị trí của Forus. Tôi tin là như vậy. Cái vòng UAV nó quét qua và lúc này thì họ sẽ có thể kiểm soát được không? UAV nó không quét đến vị trí của biệt thự mà có team Forus ở đây và GK liệu rằng họ có thể tiến lên trong vườn này thành công được hay không? Lúc này thì vẫn đang một pha chờ đợi vị trí của thành viên GK mà thôi. Mr. Combo Phú Quý thầy chim nhờ top diamond họ vẫn đang thủ chặt ở bên trong cái khu vực chòi canh này. 32 người chơi, vòng bò chúng ta bắt đầu còn hơi nhỏ nhưng mà số lượng người to vãi cả nơi rồi. Đang có một thằng chạy ở phía trên trước mặt và lúc này thì team của team Nhật Bản họ vẫn chưa bắn. Team này các bạn mỗi người ở một team này hơi khó. Lúc này thì Forus họ không ở trong cái đài biệt thự nữa, họ đu cáp sang bên cái khu vực mé bên tay phải của khu vực biệt thự này và vẫn đang có pha chờ đợi từ vị trí của Forus mà thôi. Thời gian ở đây Forus họ không chơi ra phong cách đi săn nữa, tại vì với cái đội hình mới này thì có lẽ NTN anh ta cũng chưa kịp training cho người đồng đội mình khả năng đi săn bá đạo như team Forus trước đây. Đây là Cool Remix, tình yêu đen tối quý Remix, những người khốn khổ bây giờ mới di chuyển vào đại tướng quân. Châu 18 cộng bắt đầu còn pha mở bát rồi. Không, thực ra đối phương mở bát vị trí họ và lúc này Châu 18 cộng anh ta đang bị ngất và Kim Cương Nam đang cứu được nhưng mà top Ken 7 ngón làm luôn hai nháy. Vâng, game là dễ với một góc bắn mà nó rộng. Ôi ôi, nó rộng ơi là rộng thì Ken 7 ngón ta đã có bình hạ gục ở trong tình huống này. Bốn mạng hạ gục là gì mà top Ken 7 ngón đang làm được và team đại tướng quân thêm một lần nữa họ lại bị top miền Nam quét sạch. Vâng, không hiểu cái team top miền Nam và team đại tướng quân kiểu thù oán gì với nhau mà hai team này nó nặng bắn nhau ở trong giải đấu.
LBG người ta phát hiện ra có người di chuyển ở phía trước mặt. Cái bắn khá thoải mái rồi. Bây giờ đang có những cái xe đẩy tới và LBG người ta đang có xây, người ta xây nhà bố mới không thiếu gì ngoài đạn. Trong khi đó vô lý ta đã có pha canh đối với chạy vào trong nhà sách. Vô lý ta đã bắn có vẻ là hơi vội. Nhạc kè huyền thoại, vâng bố mới kè sẵn đây rồi. Những quả lựu đạn được ném ra đến từ vị trí của BBC. Vô lý ta kè là hơi chậm. Lúc này LBG người ta đang có pha chờ. Trong khi đó thì cú tứ người ta đang có pha căn kè lên phía trên. Đây rồi, thấy cái áo xanh qua, cú tứ bắn không trúng cái nào. Đến vị trí của cú tứ bây giờ ta bắn tới trúng này. Vâng, mà bắn không gây được quá nhiều sát thương. WAG3MC với ta đang chờ. Lúc này cú tứ hạ còn vị trí thấy bom. Như vậy cái team lái xe vào đó, team tỏa sáng và có lẽ tỏa sáng và lúc này hơi tối rồi. Một pha đâm xe vào đây nhưng mà team GK đã chờ sẵn ở trong vực này. Lúc này LBG đổi qua đó là khẩu Rosa, Mr. 04, Phục Huy Anh Huỳnh, thầy chim như top diamond và đang có những cái pha phòng ngự cho mình. 26 người chơi thì chúng ta còn lại trong bàn đấu này. Ford Hood và đang rất khôn khéo và chưa tham gia bất kỳ vào tranh nào. Tiếng súng vừa rồi nó ở ngay gần vị trí Ford Hood mà thôi. Và lúc này đối phương đã biết vị trí của anh ta. Tình yêu đèn tối đã bị hạ gục rồi. Phunix đang phát hiện to đối phương ở phía dưới cánh đồng. Giờ này còn ở dưới cánh đồng thì chết với bố. TDK ta đã bị hạ gục. Châu 18 cộng. À, Châu 18 cộng chết từ nãy rồi. Nhưng mà chẳng qua bây giờ nó mới hiện thôi. Đây là Quý Remix. Và lúc này Quý Remix ta đang cố gắng đẩy lên. Một ván đấu cực kỳ vượt khó đến từ thành viên Remix. Anh ta gọi cho mình hòm thính xanh. Nhưng bây giờ gọi hòm thính xanh ở đây còn có tác dụng gì hay không? LBG có đo mình mạ gà gục với toàn bộ team tỏa sáng như họ đã bay màu rồi. Vâng, đó là hai mạ gục thêm dành cho vị trí LBG cũng như là cú tứ. Lúc này cái tờ bóng kèo của LBG đang bị bắn. Trong khi đó thì Mr. Combo, Phú Quý, thầy chim top diamond họ đang chờ bên ngoài của biệt thự. 21 người chơi thì chúng ta còn lại trong bàn đấu này. Cú tứ hạ của vị trí top bóng kit 79 rồi. Ở bàn đấu này cú tứ có mình đó là 5 mạng hạ gục. Vâng, và đang thi đấu là rất ổn định. Lúc này Phú Quý Anh Vinh ta đang lút lấy cái hòm tính xanh. Thầy chim mờ đang đẩy lên top diamond, nó đang cố gắng tiến ở bên trong bo. Lúc này thì Ford Hood vẫn đang chờ bên trong vùng biệt thự này để xem là Ford Hood có thể làm được gì. Biết đâu ăn được quả top 1 thì lại thơm. Đây là Cool Remix. Cool Remix đang nấp ở phía dưới cái khu vực này. Ôi Bibinsu bị bắn gục lên với chiếc DTN. ASPI Q8 ngon với Dead For You. Họ vẫn đang có mặt ở trong căn nhà này. Và vừa rồi đó những pha teleport do mạng hơi lag. Dead For You và IQ8 ngon, họ quyết định là sẽ đẩy bên trong vòng, chạy len qua hàng rào trước mặt họ. Lúc này sẽ có mình đó là thì Ford Hood. Đây là Dead For You, ta đang cố gắng đẩy vào, đang được bắn từ vị trí của Long 79 rồi. Ken 7 ngón ta đang có và chờ, ta đang bị bắn Long 79, ta vẫn chưa biết làm gì. Quý Remix hạ gục vị trí Mr. Combo, nó vẫn đang chạy ngang qua mặt, đang được bắn rồi, không được rồi. Long 79 ta đã bị hạ gục. Đây là Ken 7 ngón, ta biết là có đối phương di chuyển ở trên đó. Team Sapan tôi đi là như vậy. Hôm nay thì Ken 7 ngón ta có mạ gục thứ 5 cho mình hay không? Vẫn đang là bắn đối phương chui được bên trong từ bom kèo, thật là khó đi. Bo đang thu vào người rồi, có lẽ top miền Nam và Ray hơi khó thở rồi. Quý Remix hạ gục vị trí của anh mình, bây giờ luôn thiếu bắn ngược trở lại hạ gục vị trí này. Mừng tỏa sáng muội muội đã phải nằm xuống. Cool Remix anh ta đã bị đốt chết bởi vòng bò và có lẽ là team Remix đã phải chia tay với cuộc chơi rồi. Đây là GK, hôm nay GK đang có pha chạy viền theo cái khu vực bờ hồ này. Right phía trước mặt họ có bom kèo và LBG anh ta có thể làm gì được vào đấu này không? Bảnh baby hạ gục đấy. SPI Q8 ngon. Bây giờ GK đang đẩy lên phía trên đồi, có người đập ra cho mình từ bom kèo, tránh đi sát giờ đối phương. Mà MC đang follow theo những người đồng đội mình. Đây là cú tứ đứng trên mái nhà và đang có pha bắn là khá tốt về phía sườn đồi. Một pha chia người ra để có pha cover là rất tốt. Cái vị trí đứng của cô tứ này là khá hay. Bảnh baby ta đang đứng ở giữa vòng. Bảnh baby và Lắc là hai người còn sống nơi vị trí của Ford Hood và thật là khó đi. Lúc này ôm bị Dead For You anh ta vẫn đang còn sống, vẫn đang có một pha đấp ở đằng dưới cái hòn đá này. Có vẻ thời gian ở đây thì các game thủ họ đang thi đấu theo phong cách nấp là nhiều hơn. Đây là top Long 79 cũng như là Luân Thiếu đang phải đẩy xuống, nhưng họ đang ở trong tầm bắn đến những thành viên của GK. Và lúc này thì đang bị bắn rất ác liệt. Ôi top Long 79 anh ta còn một máu không chạy được rồi. Groza này của LBGN và đó là mạ gục đến với chữ LBGN ở GK. Hôm nay thì vô lý ta đang thi đấu, ta đang được xây với tờ bóng kèo bắn chết tiếp đó là mạ gục dành cho vị trí của ABC. 7 người thì chúng ta còn sống trong vào đấu này. Có lẽ là vào đấu này top 1 nó sẽ nằm trong tay của GK rồi. Đặt là hai tờ bóng kèo chồng lên nhau. Tôi thấy là vô lý ta đang bị bắn, vô lý ta vừa bị vuốt phải vào đầu. Oh be dead for you, ta có mạ gục vị trí vô lý rồi. À, cái tôi nấp ở dưới hòn đá là LBGN thịt luôn thanh niên ở dưới hòn đá. Đây là MC, ta mới có hai mạ gục thôi. Cú tứ đẩy vào bên trong nhà, cú tứ chơi tàn đối phương. Với đó thành viên ở Ford Hood còn lại một người ở Ford Hood trong bàn đấu này mà thôi. Họ đang có pha lùng xuống ở bên ngoài. LBG hạ gục được vị trí của Lắc và đó là 7 mạng hạ gục cho LBG trong bàn đấu này. GK lấy mình top 1 trong bàn đấu thứ hai của ngày hôm nay. Ôi thằng này nó xoay ghê thế. Và xoay khá căng ở đội bắn xăng. Và đó là sao nhiều ấy nhỉ? 15 mạ gục dành cho vị trí của GK. Ford Hood họ vẫn
thể hiện cái khả năng chạy bo và nấp khá tốt với 7 mã gộp cho bài đấu này.